Xin kính chào quý vị và các bạn. Kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung quan trọng nhất của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Chiều ngày 12 tháng 7 tại phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, bắt đầu chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao nhiêu sản phẩm của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 có thể bàn tới vấn đề sáp nhập một số cơ quan của bộ và cơ quan ngang bộ trực thuộc chính phủ hiện đang có chức năng và nhiệm vụ chồng chéo hoặc tương đồng nhau nhằm giảm đầu mối quản lý một lĩnh vực. Khả năng xem xét việc giảm số lượng các phó thủ tướng từ 5 xuống 4 theo kế hoạch tinh giảm biên chế từ trung ương đến địa phương. Theo Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan và các bộ, đặc biệt là Bộ Nội vụ, cần chuẩn bị tốt đề án nhân sự, công tác nhân sự để trình Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội cũng lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung các vị trí lãnh đạo đã được Trung ương khóa 13 thông qua trong giai đoạn vừa qua. Việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các nội dung tại phiên họp này rất quan trọng và sẽ trình Quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định ngay tại kỳ họp thứ nhất dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung nói trên với tinh thần vừa khẩn trương vừa phải hết sức kỹ lưỡng để sớm hoàn tất việc chuẩn bị tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất. Nhấn mạnh thời gian này đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 không còn nhiều trong khi rất nhiều đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ công tác chuẩn bị càng kỹ lưỡng bao nhiêu, càng đảm bảo chất lượng cho các nội dung trình Quốc hội xem xét thấu đáo, khả thi bấy nhiêu. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra tại kỳ họp phiên họp thứ 58 vào chiều ngày 12 tháng 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.